Thưa quý vị, là hôm nay tôi giới thiệu tới quý vị cái bộ tứ quý 42 1m27 15 phân bằng hương đá, đục cực kỳ đẹp và kỹ thuật. Thì hôm nay chúng tôi đang trong công đoạn là phun lót và sơ giấy giáp. Thì đây có một cái cúc này để dựng ở đây thôi, quý vị có dễ nhìn. Bộ này là cực kỳ đẹp luôn, đục cực kỳ kỹ quý vị nhá. Gành bông đục do nghệ nhân của tranh gỗ Minh Châu thể hiện, do nghệ nhân bậc cao luôn, làm cực kỳ kỹ và sạch sẽ. Ở đây thì tôi đang ôi cái thân này các bạn đánh ít thôi, cái thân này này đánh thì phải qua thôi. Thân này nó là nghệ thuật đấy, đi đánh đi thì nó mất hết cái độ sần đẹp. Độ sần đây là nghệ nhân mất rất nhiều công để thể hiện, các bạn này đánh đi mất thì bằng nhau. Đấy, và những con chim, con cò, những cái lông của nó, đường nét rất là bé này mà đánh dây giáp kỹ quá là nó sẽ mất cái độ đẹp, sắc nét. Đấy là cái cúc. Nếu là xong thì chúng tôi sẽ bày đẹp ra quay cho quý vị. Đây, như cây này mới là lót thôi, đẹp như này rồi nhưng mới chỉ là mới là sơn lót thôi chứ chưa sơn bóng. Cái móng thì nó còn mịn màng đẹp hơn nữa. Đây, và cái đường nét cực kỳ sắc sảo quý vị nhá. Đường nét thì rất là sắc sảo. Đấy. Và chim cò thì rất có hồn. Hàng này là hàng siêu kỹ rồi. Quý vị có thể thấy những cái thân cây nhìn như thật thế này mà. Chữ rất là đẹp. Đây là cây tùng, nó là mùa đông. Đông ngâm bạch quyết thi. Đấy, chúng ta chú ý vào các cây khác. Cây tùng cúc rồi, cây mai đây. Nét cây rất là đẹp và những chú chim rất tuyệt vời luôn. Và đây là cây trúc. Đây là cây trúc tên vòng này. Cái này đổ 1-2 hôm nữa xong thì chúng tôi sẽ bày ra đủ bộ quay cho quý vị xem. Xin trân trọng cảm ơn và quý vị nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để là người đầu tiên xem những cái video chúng tôi đăng lên.